Rồi, hello mọi người, lại là Mr. Phạm Thường đây mọi người. Hôm nay Thường với mọi người sẽ cập nhật tiến độ vào giữa tháng 11. Khu phức hợp MTS Max City cả nhà. Như cả nhà nhìn thấy phía dưới của video thì mọi người có thể nhìn thấy là tiến độ hiện tại giờ đã cất nóc vào hồi đầu tháng 11 rồi. Hiện tại chủ tư đang bắt đầu và nhà thầu xây dựng bắt đầu hoàn thiện phía trong và bên ngoài. Hiện tại giờ thì mọi người đã thấy đó, thì bên nhà thầu xây dựng đang tháo lưới an toàn của các tầng lầu rồi đó. Như mọi người nhìn từ trên cao á, thì tất cả các tháp đều đã cất nóc và đã hoàn thiện ở tầng trên cùng. Và Thường thể giới thiệu qua về khu phức hợp MTS Max City cả nhà hình dung cả nhà. Thì dự án mình thì nó nằm là mặt tiền đường vành đai 3, mặt tiền đường Lò Lu và mặt tiền đường Trường Lưu nha cả nhà. Dạ, thì như quý anh chị nhìn từ trên cao xuống thì cụm hồ bơi của khu phức hợp MTS Max City có quy mô là khoảng 1.700 m², có công viên bờ sông là khoảng 4.500 m², công viên bờ sông bao quanh nha cả nhà. Đó, như quý anh chị nhìn phía trước đó là mặt tiền trước của vành đai 3 của trục đường 120 m cả nhà. Rồi hiện tại giờ tháng 11 thì chủ đầu tư đang công bố một chính sách vô cùng đột phá, thì quý anh chị có thể thanh toán là khoảng 900 triệu thôi, trong vòng 10 tháng thì có thể sở hữu được 163 m². Thì quý anh chị có thể là lựa chọn một trong ba lựa chọn, một là lấy gói nội thất full, hai là lấy chiết khấu bằng tiền mặt là 10% khi nhận nhà, và một chính sách cuối cùng là chính sách ân hạn lại lần gốc sau khi nhận nhà 24 tháng. Thì cái này Thường thể giải thích là năm đầu tiên thì sẽ là miễn phí là lãi gốc trong vòng năm đầu tiên, và năm thứ hai thì sẽ trả lại theo lãi suất cố định là 5%, gốc không phải trả. Rồi quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh YouTube Mr. Phạm Thường, và quan tâm khu phức hợp MTS Max City thì nhớ liên hệ với Thường nhé. Rồi số điện thoại của Thường là 0868545455 ạ. Quý anh chị yêu quý Mr. Phạm Thường thì nhớ đăng ký kênh YouTube của Mr. Phạm Thường để đồng hành cùng Mr. Phạm Thường. Cảm ơn quý anh chị và mọi người đã xem video. Rồi xin cảm ơn và xin chào.